Bài 40. Vẽ đồ thị hàm số lượng giác y bằng trừ 2 cos trừ 3x cho x trong khoảng từ 0 cho đến 2pi. Và nhận xét một tí xíu, ta thấy từ trước đến giờ mình vẽ đồ thị hàm số sin, cos, tan, cotan đều có góc là góc dương. Nhưng ở đây góc của nó là âm trừ 3x. Vậy ta phải bỏ dấu trừ này đi. Vì ta biết hàm cos là hàm chẵn, nên cos trừ 3x bằng cos 3x. Cos của trừ 3x bằng cos 3x ta ghi lại. Vậy ta được y bằng trừ 2 cos 3x. Vậy tí nữa ta vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 2 cos 3x, không vẽ trừ 2 cos trừ 3x. Vẽ như vậy tương đối khá đơn giản. Hình có nhiều bạn hỏi hàm chẵn là gì và tại sao mình bỏ được dấu trừ, bỏ bằng cách nào, không có hiểu gì hết. Tất cả những câu hỏi về lượng giác đều có thể giải quyết bằng vòng tròn lượng giác. Ở đây cos trừ 3x bằng cos 3x cũng không nằm ngoại lệ, ta cũng giải quyết bằng vòng tròn lượng giác. Đây là vòng tròn lượng giác có sin và cos. Để dễ hiểu, mình lấy một góc đặc biệt, đó là góc dương 45 độ. Vậy cos của 45 độ bằng bao nhiêu? Vì mình đang nói về cos. Vẽ đường thẳng của góc 45 độ đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về trục cos. Vì mình đang nói cos. Vậy khoảng cách từ 0 cho đến mũi tên này, đầu mũi tên là giá trị căn 2 trên 2. Vậy cos của 45 độ bằng căn 2 trên 2. Còn cos của trừ 45 độ thì như thế nào? Mình vẽ góc trừ 45 độ và vẽ đường thẳng của góc trừ 45 độ đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về trục cos, vì mình đang nói chuyện về cos. Vậy mình thấy cos của trừ 45 độ cũng có giá trị là căn 2 trên 2. Cos của 45 độ bằng cos của trừ 45 độ bằng nhau bằng căn 2 trên 2. Từ đây cho ta suy ra cos của trừ x bằng cos x. Từ đây cho ta suy ra cos của trừ x bằng cos x. Tất cả mọi phương trình, nếu mình thế x bằng trừ x mà giá trị của nó không thay đổi, tất cả mọi phương trình khi mình thế x bằng trừ x mà giá trị không thay đổi, người ta gọi đó là hàm chẵn. Như vậy cos của trừ x bằng cos x cũng là hàm chẵn, y bằng cos x là hàm chẵn. Vậy tí nữa ta vẽ y bằng trừ 2 cos 3x bằng với y bằng trừ 2 cos trừ 3x. Bài 40. Vẽ đồ thị hàm số lượng giác y bằng trừ 2 cos trừ 3x cho x trong khoảng từ 0 cho đến 2pi. Hồi nãy ta đã giới thiệu và cho các bạn biết đó là cos của trừ 3x bằng cos 3x. Như vậy ta đổi lại cái phương trình y bằng trừ 2 cos trừ 3x bằng y bằng trừ 2 cos 3x. Mình vẽ x trong khoảng từ 0 cho đến 2pi. Mình vẽ bằng phương trình này cho nó dễ. Và giá trị của y trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2, vì cos của 3x nhỏ nhất là trừ 1. Trừ 1 nhân cho trừ 2 là 2. Và cos của 3x lớn nhất là 1. 1 nhân cho trừ 2 là trừ 2. Vậy y chạy trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2. Và chu kỳ của hàm sin và cos đều có cùng công thức là 2pi chia cho b. B lúc này là 3. B là 3. Vậy 2pi chia cho 3 là chu kỳ. Để dễ vẽ, ta chia 2pi trên 3 thành 4 đoạn. Mỗi đoạn là pi trên 6. Phần này nằm ngoài giấy nháp. Và x được vẽ từ 0 cho đến 2pi. Đề bài cho mình trước. X vẽ từ 0 cho đến 2pi. Và điểm đầu tiên của chu kỳ ta có
bx cộng c bằng 0, nghĩa là 3x cộng 0 bằng 0, suy ra x bằng 0. X bằng 0 là điểm đầu tiên của chu kỳ. Vậy khi x bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? Thiết lập bảng tọa độ và trục tọa độ. Điểm đầu tiên x bằng 0. Thế x bằng 0 vào y bằng trừ 2 cos 3x ta được trừ 2 cos 3 lần 0. Cos của 0 là 1, 2 nhân cho trừ 2 nhân cho 1 là trừ 2. Vậy điểm đầu tiên ta có x bằng 0, y bằng trừ 2 nằm ở dưới này trên trục OI. Và điểm thứ hai ta lấy 0 cộng cho pi trên 6 là pi trên 6. Pi trên 6 thế vào trừ 2 cos 3x ta được trừ 2 cos 3 lần pi trên 6. Chia tử và mẫu cho 3 ta được cos của pi trên 2. Cos pi trên 2 là 0. 0 nhân cho trừ 2 bằng 0. Vậy điểm thứ hai ta có x bằng pi trên 6, y bằng 0 nằm trên trục OX. Và điểm thứ ba ta lấy pi trên 6 cộng cho pi trên 6 là 2pi trên 6, tức là pi trên 3. Và lấy pi trên 3 thế vào trừ 2 cos 3x ta được trừ 2 cos 3 lần của pi trên 3. Chia tử và mẫu cho 3 ta được cos của pi. Cos của pi là trừ 1. Trừ 1 nhân cho trừ 2 là 2. Vậy điểm thứ ba ta có x bằng pi trên 3, y bằng 2. Và điểm thứ tư ta lấy pi trên 3 cộng cho pi trên 6. Pi trên 3 tức là 2pi trên 6 cộng cho pi trên 6 là 3pi trên 6, tức là pi trên 2. Lấy pi trên 2 thế vào trừ 2 cos 3x ta được trừ 2 cos 3 lần pi trên 2. Cos của 3pi trên 2 là 0. 0 nhân cho trừ 2 bằng 0. Vậy điểm thứ tư ta có x bằng pi trên 2, y bằng 0. Đây. Và điểm thứ năm ta lấy pi trên 2 cộng cho pi trên 6. Pi trên 2 tức là 3pi trên 6 cộng cho pi trên 6 là 4pi trên 6. 4pi trên 6 là 2pi trên 3. Và ta lấy 2pi trên 3 thế vào trừ 2 cos 3x ta được trừ 2 cos 3 lần 2pi trên 3. Chia tử và mẫu cho 3 ta được cos 2pi. Cos 2pi là 1. 1 nhân cho trừ 2 bằng trừ 2. Vậy, điểm thứ 5 là điểm cuối của chu kỳ thứ nhất, ta có x bằng 2pi trên 3, y bằng trừ 2. Đây, và nối các điểm này lại. Nối các điểm này lại, ta được, đây là đồ thị hàm số y bằng trừ 2 cos 3x. Bắt đầu ta nối nha. Vậy, ta chỉ cần vẽ một chu kỳ thứ nhất thôi. Ở đây người ta muốn vẽ từ 0 cho đến 2pi. Mình vẽ một chu kỳ thôi. Sau đó mình tận tiến chu kỳ màu đỏ về phía trước cho đến 2pi mình dừng lại. Đây là 2pi trên 3, tức là 4pi trên 6. 4pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 là 5pi trên 6. 5pi trên 6 cộng thêm 1pi trên 6 là 6pi trên 6, tức là pi. 6pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 là 7pi trên 6. 7pi trên 6 cộng thêm 1pi trên 6 là 8pi trên 6, tức là 4pi trên 3. 4pi trên 3. Và đến đây ta 4pi trên 3 tức là 8pi trên 6 cộng cho thêm 1pi trên 6 nữa là 9pi trên 6, tức là 3pi trên 2. 9pi trên 6 cộng thêm 1pi trên 6 là 10pi trên 6, là 5pi trên 3. Và 10pi trên 6 cộng thêm 1pi trên 6 là 11pi trên 6. 11pi trên 6 ta cộng thêm 1pi trên 6 là 12pi trên 6. 12pi trên 6 nghĩa là 2pi. Và ta tịnh tiến đồ thị màu đỏ này về phía trước. Bắt đầu tịnh tiến, ta xem nè. Điểm đầu tiên là trừ 2, lên 0, lên 2, xuống 0, trở về trừ 2. Đọc lại nha. Trừ 2, lên 0,
lên 2, xuống 0, trở về trừ 2 theo chiều y. Vậy điểm điểm đầu tiên, điểm cuối của chu kỳ đầu tiên, tức là điểm đầu của chu kỳ thứ hai, ngay tại điểm này, trừ 2, lên 0, lên 2, xuống 0, trở về trừ 2. Vậy đây là chu kỳ thứ hai, ta bắt đầu tịnh tiến. Đây là chu kỳ thứ hai. Và cũng vậy, trừ 2, lên 0, lên 2, xuống 0, trở về trừ 2. Đó là chu kỳ thứ ba. Vậy, từ 0 cho đến 2π, ta vẽ được 3 chu kỳ. 3 chu kỳ. Chu kỳ màu đỏ, chu kỳ màu xanh lá cây, chu kỳ màu xanh nước biển của đồ thị hàm số y bằng trừ 2 cos 3x. Khi x chạy từ 0 cho đến 2π, x chạy từ 0 cho đến 2π, y chạy từ trừ 2 cho đến 2, y chạy từ trừ 2 cho đến 2, tức là mình vẽ trong khoảng từ trừ 2 cho đến 2 thôi. Và đến đây, ta cũng đã giải xong bài 40. Và đừng quên chia sẻ cho các bạn khác cùng lớp nha. Hẹn gặp lại bài kế tiếp.